Bánh mì du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Từ ổ baguette hay bánh gối, tức bánh tròn, to như bánh bao, người Việt đã khéo léo cải biên, chế biến thành ổ bánh ngắn hơn, hai đầu vuông, ở giữa phình ra, lớp vỏ giòn rụm, trong ruột xốp mềm. Dần dần, khi điều kiện kinh tế khá hơn, thịt, rau hay cá đã được thêm vào bánh mì, và đây là tiền thân của bánh mì hiện đại được bán phổ biến ngày nay. Anh Nguyễn Tấn Tài, chủ lò bánh mì Phát Tài ở huyện Đất Đỏ, đã theo nghề bánh mì hàng chục năm. Theo chia sẻ của anh, vào đầu những năm 2000 trở về trước, bánh mì được tiêu thụ rất mạnh, mà lò làm bánh mì lại ít, nên có rất nhiều người theo học nghề. Sau này, nhờ công nghệ máy móc hỗ trợ, với người làm nghề cũng khá đông, nên thị trường bánh mì trở nên bão hòa và thông dụng hơn. Bánh mì được làm từ bột mì, muối, bột nở, bột tạo đồ xốp, trứng, bơ và nước. Để làm ra một chiếc bánh mì ngon, công thức và kinh nghiệm là hai yếu tố quyết định. Các nguyên liệu được thợ cân đong đo đếm theo tỷ lệ nhất định, sau đó hòa chung vào nhau với nước để nhào trộn trong khoảng 20 phút bằng tay hoặc 10 phút với máy. Những khối bột trắng mịn, dẻo, không gión cục, không dính tay, bột nở nhẹ so với lúc đầu sẽ đạt yêu cầu. Chia đều bột thành từng phần, nặn thành hình chiếc bánh mì, tỷ lệ to nhỏ tùy thuộc vào người làm hoặc theo nhu cầu của người đặt hàng. Bột bánh thô được ủ trong khoảng 45 phút cho nở ra, đem vào lò nướng ở khoảng 200 độ trong 18 phút. Bánh chín đưa ra khỏi lò và tiêu thụ. Đơn giản là vậy, nhưng bánh mì thơm ngon, bắt mắt đều phụ thuộc vào bàn tay khéo léo và đặc biệt là kinh nghiệm của người thợ. Tôi học cái nghề bánh mì này trong gia đình là truyền thống từ xưa tới giờ. Nhưng hồi xưa thì làm bộ, làm bằng công nghệ bình thường, làm tay thì nó hơi tốn nhân công. Bây giờ tôi đổi là công nghệ mới, giờ làm bớt nhân công lại, bánh nó ra đạt hiệu quả hơn như hồi xưa. Một ngày thì mình sản xuất khoảng được 2.000 ổ. Bánh mì thường ăn với heo quay, với xí mại, với chả cá rồi nó dễ gần gũi với từng lớp lao động của mình hơn là những người khác. Bánh mì, món ăn đường phố luôn có sức hút đặc biệt với người dân. Vì lẽ đó mà các tạp chí ẩm thực trên thế giới đã đưa bánh mì Việt Nam là một trong 20 món ăn tuyệt vời nhất. Là mình là thôn quê, mình là dân làm nông, thì mình thấy ăn bánh mì này nó rất tiền mà nó giá lại rẻ, nó hợp với lại người lao động. Buổi sáng thì ăn bánh mì, nhận chả lụa, nem hoặc gì vậy đó, có khẩu vị ngon, giá cả cái gì có 15 ngàn thôi. Những buổi sáng hay lúc đói bụng, ghé mua nhanh một ổ bánh mì để ăn lót dạ là hình ảnh quen thuộc của nhiều người. Nói về hàng quán đường phố tại Việt Nam, món ngon nào cũng có, đặc sản được bày bán cũng nhiều. Nhưng bánh mì vẫn là lựa chọn số 1 của các khách hàng bình dân, bởi tiêu chí ngon, gọn, lẹ và rẻ.